cho mẹ mong về. Tổ vu, tổ ân hải, cứ để mà đi. Rồi rồi, mày xong rồi. Tôi mày đừng có bốc ba, mày đừng có mồm kêu này. Thì có ta hoài, kịch mọi em mày. Chết mẹ mày đồ con. Nó áo 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 được của nó đấy. Ô ta bắn này á, mày tới lão quỳ xuống mẹ ta bắn này á, ta xuống đây nha. Ôi sợ quá phải ban nào thôi. Không ngờ mày gặp phải thăm liều, mày không khó để lo con trai. Ôi mày ngu, mày xin bà mày đi đi để mày kêu cái gì. Sao ở khu này sống ngu chết, kêu cái nồn mày à đi. Sao lại chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì đủ siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn ở ngoài nha, ăn cơm thì nó bảo gì. Anh em, bạn bè chơi với nhau, có ăn thì tìm đến, có đồn, à có đòn thì tìm đi. Những cái loại đấy là hân em mà hân anh. Ôi trời ơi, nha. Thông minh có hạn mà thủ đoạn vô biên mô hình kế bẩn. Ăn mặn đái cay, hở hớt hai, khai ra hứng. Ok, một chỗ đứt đeo cũng trái keo lòng thầm. Kêu đảo mô lâu giúp vật khó đỏ hậu phá giữa đất. Bây giờ, ác kê nhật. Các bạn có thể thấy, anh mù như đó. Vì thế thằng mau quá bé. Nà, kì bảo tôi đi được vào. Kì năng bảo dưỡng. Nhiều. Nhưng mà bây giờ mày hiểu chưa? Đi mày hả? Cái tôi nhờ. Thì đi mày bóng tôi. Đi con mẹ cùng đi. Mày hay vậy? Tôi vẫn chẳng thấy con chặt đồ bên tất kiếm đồ lưng quá. Đi áo tiền. Trời, bố mình gì lâu lắm rồi đi chứ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát à. Địt mẹ chúng mày, thằng thanh con này. Xin vĩnh biệt cậu. Đưa hai cái ú trà bái nè. Hai cái ú của bà ta trà bái nè. Cái mặt nữa. Ừ, không sao, chúa phù hộ em nha.